Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Từ Chữ Lành nha. Và Khải rất là vui khi mà ngày hôm nay được tiếp tục ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị những thông tin về sức khỏe. Thì trong thời gian qua, Khải nhận được khá bình luận của bác Kiên và bác Kiều nhờ Khải chia sẻ về căn bệnh là bệnh rối loạn tiền đình. Thì ngày hôm nay trong video này, Khải sẽ chia sẻ cho hai bác cũng như là tất cả quý vị ai mà đang gặp phải tình trạng tương tự như vậy thì chúng ta có thể là xem video này và tham khảo nha. Cụ thể thì Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị cách mà chúng ta sẽ dây án tác động vào một cái bộ huyệt trong đông y. Cách này thì rất là hiệu quả nhưng vô cùng lành tính. Vô cùng lành tính, chúng ta không có sợ là để lại bất cứ cái tác dụng phụ nào cả nha quý vị. Tuy nhiên trước khi đi vào cái phần nội dung chính thì Khải rất là mong quý vị hãy dành ra một ít thời gian để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào cái quả chuông bên cạnh để ủng hộ Khải nha. Bây giờ thì sẽ không để quý vị chờ lâu. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào cái phần nội dung chính nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói tiền đình là gì. Tiền đình là một cái bộ phận thuộc cái hệ thần kinh và nó nằm ở phía bên trong cái ốc tai của chúng ta, cái ốc tai đó quý vị, và nó có chức năng là giúp phối hợp với lại những cái cơ quan trong cơ thể chúng ta để giúp cơ thể chúng ta giữ được cái thăng bằng. Ví dụ như là chúng ta đang ngồi mà chúng ta đứng dậy này, hoặc là chúng ta đang đứng mà chúng ta đi này, tức là chúng ta thay đổi cái tư thế đột ngột ấy, thì cái bộ phận tiền đình này nó sẽ làm cái vai trò là gửi những cái tín hiệu đó, phối hợp với lại những cái bộ phận trong cơ thể gửi những tín hiệu đó về cho não bộ để cho não bộ xử lý, từ đó thì giúp cơ thể chúng ta là giữ được thăng bằng. Tuy nhiên nếu như mà cái bộ phận tiền đình này nó bị gặp trục trặc thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là gửi những cái tín hiệu này về não sai, từ đó thì não bộ chúng ta sẽ đưa ra những cái quyết định sai và khiến cho chúng ta cảm thấy là bị chóng mặt nè, bị buồn nôn nè, bị nhức đầu. Đó là những cái triệu chứng điển hình của bệnh rối loạn tiền đình. Và bệnh rối loạn tiền đình rất là nguy hiểm nha quý vị. Đặc biệt là những triệu chứng của bệnh rối loạn tiền đình nó xảy ra khi mà chúng ta đang vận hành máy móc này. Đó, những công nhân mà đang vận hành máy móc này, hoặc là khi mà chúng ta đang tham gia giao thông mà những cái triệu chứng của bệnh rối loạn tiền đình nó xảy ra thì rất là nguy hiểm, dễ khiến cho chúng ta bị tai nạn. Cho nên nếu như mà quý vị không may mắn mắc phải căn bệnh rối loạn tiền đình này ấy, thì quý vị hãy dây án một cái bộ huyệt sau đây. Huyệt vị đầu tiên á mà Khải muốn chia sẻ với quý vị đó chính là huyệt ấn đường. Huyệt ấn đường nha quý vị. Huyệt ấn đường á là một huyệt vị nằm ở giữa cái vùng trán của chúng ta, nằm giữa hai cái đầu chân mày. Để quý vị, cái vị trí mà nằm giữa, nằm ngay cái đầu cây dây huyệt khai chỉ này, nằm giữa hai cái đầu chân mày này. Đó, đó chính là cái vị trí huyệt ấn đường. Đó, thì quý vị có thể là dùng những cái cách như sau. Đầu tiên á là chúng ta sẽ dùng cái động tác là chúng ta gõ vào huyệt vị này. À, chúng ta gõ là chúng ta dùng cái ngón tay giữa này, cái ngón tay giữa quý vị của bàn tay trái này, chúng ta gõ vào đây này. Đó, quý vị đặt cái đầu ngón tay giữa vào vị trí huyệt ấn đường này, chúng ta nhắm mắt lại, hít thở thật đều thật sâu và chúng ta gõ này. Đó, chúng ta gõ vào đây, chúng ta cứ gõ liên tục như vậy trong khoảng là 30 cái là chúng ta dừng. Đó, cách thứ hai á là quý vị sẽ dùng cái động tác là chúng ta véo vào huyệt vị. Quý vị véo là chúng ta dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ này, chúng ta véo quý vị này, đây, chúng ta véo huyệt ấn đường này. Đó, chúng ta cũng sẽ véo như vậy trong khoảng là 30 cái. Cái cách thứ ba là chúng ta sử dụng những cái vật dụng như là cây dây huyệt, hoặc là quý vị có thể tận dụng ngay cái đũa inox ở trong nhà của chúng ta đó để chúng ta dùng. Hoặc là nếu như mà quý vị làm việc ở trong văn phòng á, thì chúng ta sử dụng ngay cái bút bi đó quý vị. Cái đầu trơn láng mà khi mà chúng ta bấm ở cái bút bi đó thì chúng ta cũng sẽ dùng cái đầu đó để chúng ta dây ấn vào huyệt vị cũng sẽ rất là hiệu quả. Đây, ở đây là Khải có cái dây huyệt này. Thì Khải sẽ chấm thêm một cái lượng vừa đủ dầu cao. Khải chấm thêm dầu cao này. Và Khải sẽ dùng cái đầu dây huyệt này, Khải sẽ dây vào huyệt ấn đường. Đây, bây giờ Khải sẽ làm mẫu cho quý vị xem nha. Đó, có thể là Khải dây lên, dây xuống như vậy. Có thể là chúng ta dây theo cái chiều kim đồng hồ quý vị. Đó, quý vị làm tương tự như vậy nha. Chúng ta có thể tận dụng những cái vật dụng trong nhà như là cái đũa inox
hoặc là cái đầu trơn láng của cái búp bi đó, chúng ta bôi thêm một ít dầu cao vào để nó tăng thêm cái hiệu quả. Thì thông qua cái việc là tác động vào huyệt ấn đường á, sẽ giúp quý vị là giải quyết được những cái triệu chứng như là bị đau đầu này, bị chóng mặt của cái bệnh rối loạn tiền đình nó gây ra. Và một ngày á, chúng ta có thể tác động vào đây khoảng 2 lần, một lần là vào buổi sáng và một lần nữa là vào buổi tối trước khi đi ngủ. Ngoài ra, bất kỳ khi nào quý vị cảm thấy có tình trạng là chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn thì quý vị hoàn toàn có thể là thực hiện tác động ngay vào huyệt ấn đường này để giải quyết được những cái triệu chứng đó nha quý vị. Và bây giờ Khải sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị, chúng ta sẽ tác động vào huyệt vị thứ hai. Và huyệt vị này á, nó có tên là huyệt Thái Dương. Huyệt Thái Dương á, nó sẽ nằm ở trên cái vùng Thái Dương và chúng ta tác động vào đây bằng cách là dùng hai ngón tay cái này. Hai ngón tay cái. Chúng ta đặt hai cái đầu ngón tay cái vào vùng Thái Dương này. Đó, cái khu vực mà nằm phía sau cái đuôi chân mày đó quý vị. Chúng ta đặt vào đây. Những ngón tay còn lại chúng ta sẽ ôm sát vào cái vùng đầu này. Đó, và chúng ta sẽ day. Quý vị cứ làm như vậy nha. Chúng ta làm như vậy trong khoảng 2 phút. Chúng ta dùng cái ngón tay cái chúng ta nhấn vào cái vùng Thái Dương này thì sẽ rất là hiệu quả. À, cũng tương tự như là cách tác động vào ấn đường thì quý vị có thể là bôi thêm một tí dầu dầu cao vào cái vùng huyệt Thái Dương này. Dầu cao quý vị dùng bất cứ loại nào cũng được nha. À, quý vị có thể tìm mua cái loại dầu mà cao hổ cốt á, cái dầu mà dầu màu trắng á, ở tiệm thuốc tây người ta bán rất là nhiều. À, ở ngoài thuốc tây á, người ta bán rất là nhiều. Hoặc là quý vị sẽ dùng ngải cứu. Ngải cứu đây. Ở đây phải có một cái đĩa ngải cứu này. Ngải cứu nào quý vị mua về và chúng ta thắp đỏ lên, chúng ta dùng cái nhiệt của nó để chúng ta hơ nóng vào cái vùng Thái Dương. Đó, chúng ta hơ nóng vào đây. Cũng sẽ rất là hiệu quả. Đó, cái huyệt Thái Dương này khi mà chúng ta dây ấn tác động vào thì sẽ giúp cho chúng ta là giải quyết được những cái triệu chứng của bệnh rối loạn tiền đình. Và ngoài ra cũng sẽ giúp cho quý vị cảm thấy đầu óc chúng ta được thư thái hơn, cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn nha. Và cũng tương tự như là ấn đường thì quý vị sẽ tác động vào huyệt Thái Dương này một ngày là 2 lần, buổi sáng và buổi tối. Ngoài ra bất kỳ khi nào quý vị cảm thấy có cái triệu chứng của bệnh rối loạn tiền đình thì chúng ta sẽ dây ấn tác động vào nha. Và bây giờ Khải sẽ chia sẻ với quý vị cái huyệt vị thứ ba. Huyệt vị này rất là hiệu quả để giúp quý vị ổn định được cái nhịp tim nè và thanh tâm, giúp hạ hỏa, giúp bình tĩnh trở lại. Huyệt vị này là huyệt nội quan. Huyệt nội quan á, nó sẽ nằm trên cái cổ tay. Bây giờ quý vị vừa xem và vừa làm theo Khải nha, để chúng ta nhớ được lâu hơn. Đầu tiên quý vị sẽ giơ cái cánh tay lên giống như Khải nè. Đó, tiếp theo là chúng ta dùng 3 ngón tay chúng ta đặt vào đây. Cái mép trên này cũng có thể trỏ nó sẽ trùng với lại ngắn cổ tay. Đó, và mép dưới này, cái mép dưới của ngón tay áp út á, chính là cái vị trí của huyệt nội quan. Nó sẽ nằm giữa hai sợi gân của cái cổ tay. Bên tay phải cũng sẽ có một huyệt quý vị nằm giữa hai sợi gân này, cách cái ngắn cổ tay khoảng là 3 ngón tay. Đó, huyệt nội quan. Đây là một huyệt vị của Tam Bảo Kinh nha quý vị, của Tam Bảo Kinh. Nó chuyên được dùng để trị những cái chế bệnh do khí huyết nó không điều hòa gây nên, như là cao huyết áp nè, và cũng sẽ giúp quý vị cải thiện được những cái triệu chứng của bệnh rối loạn tiền đình như là chóng mặt, hoa mắt, đau đầu, nhịp tim đập bất thường. Đó, nhịp tim đập bất thường. Tại vì khi mà quý vị có những triệu chứng của bệnh rối loạn tiền đình á, thì thường là quý vị sẽ cảm thấy lo sợ, cảm thấy hoảng hốt. Thì chúng ta thông qua cái việc là tác động dây ấn vào huyệt nội quan này để giúp quý vị lấy lại được cái sự bình tĩnh nha quý vị, ổn định lại cái nhịp tim. Và bây giờ Khải sẽ chia sẻ với quý vị có huyệt vị thứ tư. Huyệt vị này cũng là huyệt vị cuối cùng trong cái phương pháp ngày hôm nay mà Khải muốn chia sẻ đến quý vị để giúp quý vị có thể là cải thiện hoặc là điều trị được cái bệnh rối loạn tiền đình. Huyệt vị này nó có tên là huyệt phong trì. Nó sẽ nằm ở phía sau cái cổ gáy của chúng ta. Để quý vị, bây giờ Khải sẽ quay cái lưng lại để cho quý vị có thể là quan sát nó rõ hơn. Thì huyệt phong trì ấy, nó sẽ có 2 vị trí. Một vị trí nằm ở bên phải cái sợi gân cổ đó quý vị nè, và một vị trí nằm bên trái này. Đó, nằm ngay cái chân tóc ở phía sau đó quý vị. Đây, chính là 2 vị trí huyệt phong trì nè. Thì quý vị sẽ tác động vào đây bằng một cách rất là đơn giản. Đó chính là chúng ta sẽ dùng chính hai ngón tay cái này. Hai ngón tay cái của chúng ta này. Chúng ta đặt phía sau cái vùng huyệt nơi vị trí huyệt phong trì này và chúng ta sẽ chà lên chà xuống như vậy nè. Đó, quý vị sẽ làm giống y như Khải vậy, chúng ta chà lên chà xuống, chà liên tục như vậy trong khoảng là 2 phút. 2 phút. Quý vị có thể bôi thêm một tí dầu cao vào khu vực huyệt phong trì này để tăng thêm cái hiệu quả.
Thì cái huyệt phong trì này á, là một huyệt vị rất là hiệu quả, công dụng của nó cũng sẽ rất là rộng. Thứ nhất là giải quyết được những cái triệu chứng như là đau đầu này, chóng mặt, buồn nôn này, và giúp loại bỏ, đẩy những cái tà khí ở bên ngoài nó xâm nhập vào cơ thể, sẽ giúp quý vị nhanh nhanh điều trị được những cái bệnh cảm cúm, sổ mũi, cảm cúm, ngạt mũi rất là hiệu quả. Quý vị hãy tác động vào đây á, một ngày là 2 lần, một lần là vào buổi sáng và một lần vào buổi tối nha quý vị. Và như vậy thì vừa qua Khải đã vừa chia sẻ cho quý vị một cái bộ huyệt trong Đông y. Khải hy vọng rằng quý vị sẽ kiên trì siêng năng tác động vào một cái bộ huyệt này mỗi ngày để giúp quý vị có thể là cải thiện hoặc là đẩy nhanh cái quá trình chữa được căn bệnh rối loạn tiền đình này. Và Khải hy vọng rằng với những thông tin mà Khải vừa chia sẻ cung cấp cho quý vị những cái giá trị thật sự là hữu ích để giúp quý vị có thể là chăm sóc sức khỏe tại nhà. Cái điều này rất là hợp lý trong cái thời gian giãn cách xã hội, dịch bệnh nó kéo dài như hiện nay. Quý vị không có cái điều kiện để đến bệnh viện thì cái việc chăm sóc sức khỏe tại nhà là một cái việc rất là hợp lý. Và nếu như mà quý vị xem thấy hay á, thì quý vị có thể là nhắn like, chia sẻ cho những người khác cùng xem. Có những thắc mắc gì hoặc là muốn Khải làm về bệnh gì thì quý vị hãy để lại dưới phần bình luận của video, Khải sẽ giải đáp tại đó hoặc là sẽ làm một cái video tương tự như vậy để giải đáp cho quý vị. Và quý vị cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và bấm vào cái quả chuông thông báo bên cạnh để khi nào mà Khải ra video mới á, thì nó sẽ thông báo cho quý vị biết. Bây giờ thì Khải xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo nha.